Chuyện về bà giáo nổi tiếng đất Thăng Long 280 năm trước, bà Đoàn Thị Điểm, hiệu là Hồng Hà Nữ Sĩ, là vợ thứ của ông Nguyễn Kiểu, hiệu Hạo Hiên. Tài năng, bà kén chồng khát khe, bao nhiêu người muốn lấy, bà đều không vừa ý. Đến khi đã quá tuổi cập kê, tận 37 tuổi, bà mới lấy ông Nguyễn Kiểu, người đỗ tiến sĩ khoa Ất Mùi 1715, làm quan trong Viện Hàn Lâm, làm vợ lẽ. Năm bà 78 tuổi, vẫn còn đi lại ở Kinh Kỳ, mở trường dạy học, là chép nhầm, vì tài liệu từ dòng họ Đoàn cho biết, năm 44 tuổi, ông Kiểu đi sứ về, được bổ làm chức tham nghị ở Nghệ An. Bà theo chồng vào Nghệ An nhậm chức, đến nơi ốm rồi mất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!